Đây là trận bán kết của nhánh thua, đội thắng sẽ tham gia trận chung kết của nhánh thua, vô địch nhánh thua sẽ vào trận chung kết với vô địch nhánh thắng là Trịnh Duy Đồng. Nếu thắng cả hai vòng thì sẽ vô địch. Còn kỳ thủ vô địch nhánh thắng Trịnh Duy Đồng chỉ cần thắng một vòng là đoạt chức vô địch. Trịnh Duy. Chứ.
将军。吃，吃。吃，将军。吃，吃，吃，吃，吃，吃。吃，吃。Trận cờ đến đây là